các bác buổi chiều đang dọn dẹp cho mấy cái chú chuè. Chú này mau ra lục tắm rồi tự nhiên hoa máu hết. Đây đang ngồi trong nhà này các bác nhé. Quay ra ngoài cửa này. Đây là chú chuè nuôi tại nhà cám đất Việt, vừa xong lông vụ này nha các bác. Hôm qua thì trời rất là lạnh, hôm nay thì có một chút nắng này các bác, cái vàng vàng kia là nắng. Đây cái lồng rất là rẻ tiền nhưng mà mình rất là thích, thích màu đen này. Tại đây là cái nữa này, rất là nhiều cái lồng nhỏ nhỏ như này trên tầng nữa, mai mình sẽ quay một vài cái lồng. Giờ mình sẽ dọn dẹp và tắm táp tiếp. Các bác nào có nhu cầu về sản phẩm và cám thì cứ liên hệ với cám Chim Đất Việt qua số điện thoại này nhé. Chào tất cả các anh em.